tỉnh lúc. Trước cái này, trước cái này, trước cái này. À, trước cái này. À. Hai cần nha, hai cần nha. Hai cần nha. Đây đây này đó. Đít bồ mà nó chơi nha. Vô vô vô. Từ đâu bình tĩnh đi để ai con anh lớn á. Đây nè, đây đây, đây Vũ đó. À, ông lên trước ăn đứng ông quay luôn. Quay xuống hai người. Không, hai người đâu kịp. Đó. Sao không đẻ. Anh đây là anh băng nãy giờ ngồi lâu hả? Còn anh đây là bị hai cái dấu răng để lại nè, đóng chính nè. À. Anh đây là anh lớn nhất kia nè nha. Đây là Vũ đóng đe nè nha. Vũ đẹp trai á. Lấy khấu đi rồi, quay rồi lên lấy khấu đi. Ờ rồi quay lên luôn rồi. Bây giờ hai con nó lẹn không? Rồi. Mình coi tắt rồi quay lại cho để lấy không hết á. À, nhỏ cứ bình tĩnh vô. Anh đây lên chưa? Để coi anh đây lâu quá. Chạy dưới mà lên lên. À, anh đây thì mấy ngàn thì nó hơi yếu một xíu. Nữa hơn nữa không đâu hả? À, anh đây thì mấy anh đây thì mấy ngàn hơi yếu một xíu nha. Nó. Tạo thì mình có điểm điểm máu mình chơi gì đâu. Nhớ cái chỗ này không? Chị coi
bên đây nè. Đó, giờ chạy nữa rồi á. Không, con Vũ là ăn rồi á, còn con anh Vũ lớn đây thì nó chiến đấu với ông, thấy ông yếu quá mà sức ông về mà nó quậy ông, nãy giờ ông trừ ripple mà nó công đâu cái Ecuador với ripple vậy. Ecuador cô lấy của Thái đang đánh thử vậy. Ripple kinh đề nó yếu quá. Ecuador 400 à. Con này bằng nó rồi. Trời mẹ nè. Để nó lên là tôi thấy đâu mình chạy tiếp chạy mấy bạn mất anh luôn. Từ từ. Đâu? Bắt tàu cái không há cái tàu gì nữa tao cũng bắt được con bắt này cái mặt tàu ghê luôn. Đây ông đi là phải có một ông cung 1m81 đúng không? Con này con này phải có một con 1m cho nó đấu rạch con này con đây là một triệu lâu quá nên ông đẹp trai này thứ anh đẹp trai đây lâu quá anh này chắc cũng hầu nhiều cho chỗ hả lo cho thấy mẹ đó đây anh tung cho con núi chạy đấy đầu quá chạy nữa thú cam cam mèo đầu quá cũng nằm mấy ký rồi chạy biết rồi đúng rồi đã lộn tầng lại luôn.
con bé mấy này trời. Sử con đi cầu. Cái con đi. Con ngang con Hiệp á. À, Hiệp ơi Hiệp. Hiệp cái con là mối này, con là mối này Hiệp ơi. Cái mẹ con thu lịch sướng thu á. Con là mối này Hiệp. Một mét 81 này. Con anh em đó. Ông đòi thực phải mét 81 mà cái mấy thì nó báo chính xác không? Không, ông tao mét 81 rồi. Ở trong, mét 7 à. Ô mẹ ơi, con nó thu rồi. Ừ, má nó chụp tôi phát không phải. Đồ mày cáp cho ông cáp lấy hẹn đó. Đâu? Không, con này móc đúng thế mất mà. Đây đây, đồ nó táp cái tay luôn. Ông này chết rồi. Lấy cái cái thử thử. Rồi móc. À, con này là con cây là sao sốt sốt được. Nằm trong cái tóc mà. Nè, con này nằm trong cái tóc rồi như thế rồi mà.